Trung Đông đang hỗn chiến, lời cảnh báo Trung Đông nguy biến, sắp tới đây nhiều chuyện hải hùng. Vì Trung Đông đến nước cờ cùng, không còn cách nào mà tháo gỡ. Vì nhân trước đã vay lắm nợ, nghiệp sát sanh giờ quả chín mùi. Trốn nơi nào cho khỏi người ơi, phải chịu khổ trong mùi bom đạn. Y rang hiện hận thù quyết bắn, hỏa tiễn xa chạm đến Israel. Israel cũng phải chống chèo, rồi cuộc chiến kéo theo nhiều nước. Cuộc hỗn chiến không hề lường trước, Chúa báo rồi đời tới nàng eo. Dù phố lầu đường núi đường đèo, đều cũng phải biến thành ao trũng. Ở khu vực mỗi khi bắn trúng, sập cửa nhà thành đống hoang tàn. Người thú đều cũng phải nát tan, sức khiêu hủy giả mang hỏa tiện. Khắp khu vực thành nơi binh biển, mỗi ngày nhìn đủ chuyện thảm thương. Trẻ em không còn được đến trường, cha mẹ chết không ai nuôi dưỡng. Thật là cảnh còn hơn tưởng tượng, chịu đói đâu nằm gượng khóc la. Rồi về đâu cũng chẳng biết mà, sống hay chết cũng không biết nữa. Hằng ngày cứ chờ trong cơm bữa, để làm sao cho khỏi đói lòng. Nhìn trẻ thơ mà cứ khóc ròng, sao ai nỡ gây ra ly loạn. Vậy mà họ vẫn còn ngạo mạn, muốn phải hơn phải thắng về mình. Nên không dần nổ đạn nổ mìn, mà cứ mãi hăng say đánh tới. Phá hủy hết mà lòng phấn khởi, thành gò hoang đổ nát tiêu điều. Giết hết người mà lại hạnh kiêu, cả khu vực hoành hiu chống vắng. Khi nhìn lại trong lòng hối hận, rồi cũng đồng số phận ra đi. Đấu với nhau để được cái gì, cuối cùng phải san bằng hết cả. Bầu trái đất cũng đều chuyển già, khắp năm châu dồn dập nạn tai. Khói lửa bơm rồi sẽ chuyển lai, qua năm tỷ Đức Nga khởi sự. Đánh một trận thật là quá bự, sập phố lầu trụ sở đều tiêu. Trở thành nơi hoang vắng hoành hiu, đất không sới mà sao bằng phẳng. Khắp châu Á tưởng đâu thoát nạn, nhưng không ngờ hàng hán đốt thiêu. Khắp mọi nơi mưa gió quá nhiều, bị lũ lụt sóng thần sụp lở. Năm thình tỵ thiên tai khó thở, ngựa phi về cứ ngỡ là an. Ai dè đâu tất cả kinh hoàng, Bình Dương lại mở màn trận chiến. Bom nguyên tử máy bay hỏa tiễn, cứ đua nhau bay luyện trên không. Việt Nam ta phải chịu khóc ròng, khắp bốn phía Tây Đông đều giặc. Vùng bảy núi tràn qua như thác, cả phố phường tan nát thành gò. Làm sao mà khỏi phải âu lo, nhưng sao khỏi vì cơ tận diệt. Giờ chưa tới mau tu thì kịp, Phật trời thương hộ tiếp cho người. Được bình an dù có tạ tơi, cũng được sống ở nơi đời mới. Đó là cõi long hoa chờ đợi, người hiền lương về sống an nhàn. Đầy ngọc ngà châu báu giàu sang, ai cũng có dung nhan đẹp đẽ. Thân người chiếu hào quang sạch sẽ, thấy biết nghe cặn kẽ mọi điều. Rất hiền lành và rất mến yêu, Chúa Minh Đức Thuấn Nghiêu cai trị. Tu đi huynh đệ hãy tu đi, thế giới vài năm chẳng còn gì. Hiện tại nhìn xem toàn khổ ác, mau tu để thoát khỏi lâm nguy. Dù cho lắm bạc với nhiều tiền, của cải sang giàu sống như tiên, cũng giả chẳng chi là thật cả. Của thiên rồi cũng trả cho thiên, chi bằng hiểu rõ bỏ trần gian. Của cải tiền muôn cũng chẳng màng, chỉ biết ăn chay làm thiện sự.
để về Phật cảnh sống nhàn an. Nam mô A Di Đà Phật. Hoa Kỳ ngày 3 tháng 8 2024, Thanh Trơn cư sĩ. Trung Đông chiến tranh Chúa sắp về. Theo Kinh Thánh Ma-thi-ơ 24, Chúa sẽ về sau tận thế vài năm, mở cửa trời cho các con chiên sống với Chúa trường niên an lạc, nhưng phải trải qua kỳ hiểm ác, diệt lũ yêu lũ quỷ tà gian, nên 7 năm tận diệt kinh hoàng, cả nhân loại phải cùng chung chịu. Nhưng hiền hậu có thần bảo vệ, tuy gian nan sau được tương phùng, còn yêu tà quỷ quyệt ác hung, chết thê thảm tiêu hồn mất xác. Ngài cho biết đời tàn khai mạc, bằng chiến tranh địa hạt Trung Đông, kẻ ác gian tâm quả cuồng ngông, phóng hỏa tiện Israel dữ dội, dải Gaza phủ đầy bóng tối, vào năm mèo kêu réo ai bi. Đúng theo lời của Chúa tiên tri, 3 năm rưỡi đầu tiên kịch liệt, người đau khổ không chi kể xiết, mất cửa nhà của cải người thân, mất quê hương mất chẳng toàn phần, mất thân thể cục chân què cẳng, mỗi ngày phải đón chào bơm nặng, bị thương vong đau đớn rên la, lại trở thành những kẻ không nhà, mới giàu đó giờ ra ngà quỷ, mới được kẻ tôn sùng cao quỷ, giờ bị bơm biến dạng đổi hình, không ra người ra thú yêu tinh, nằm la hét không ai màng tới, thiếu cơm nước thuốc men chăn gối, không còn gì chẳng biết về đâu. Ôi chiến tranh đau khổ thảm sầu, cũng vì tài sát sanh quả thế, giết thú vật đặng mà cúng tế, còn dùng ăn sáng tối không ngần. Năm ngọ qua binh biển chưa ngân, thế giới chiều dữ hung hơn trước, rồi lại tiếp dịch trời đón rước, bệnh lạ kỳ chưa thấy trước đây. Đang bước đi thịt rớt dậy đầy, ngã lăn chết xương thay rời rã, giông bạo lớn phố lầu đều ngã, động đất chôn hết cả xóm làng, tận đời cùng của khách trần gian. Nhìn thê thảm kinh hoàng khiếp sợ, 3 năm cuối biển đông khó thở, ngọ mùi thân không hở chiến tranh, có đội quân 200 triệu hoành hành, đó là đội quân tàu hiếu chiến, muốn làm chủ con đường sông biển, để quật khai dầu hỏa thuế quan, suối quân miên khởi chiến non tầng, nó phía bắc biển đông đánh tới, bắn hỏa tiện phố thành rơi lệ, nhớ lời thầy cảnh báo bao năm, chừng lao sao bệ bắc non tầng, thì Nam quốc lương dân sẽ biết, biết thống khổ đạn bom oanh liệt, các phố thành sụp đổ tiêu tàn, biết cửa nhà của cải mất tan, biết đói lạnh cơ hàng rách rưới, biết thay chết ngổn ngang khỏi lửa, biết dịch ôn chẳng chữa được nào, biết loài người rồi phải tiêu hao, 10 phần mất 7 phần đời tầm, biết rồi sẽ nhiều người ân hận, không chịu tu để hưởng đời tân, của Phật Ngài Di Lạc Nam Phần, dành cho kẻ hiền lương nhân ái. Khi kẻ ác cuồng điên như dại, chiếm biển đông lòng khoái vô biên, thì bị tòa phán xử gấp liền, bom nguyên tử tàu tầng tan rã. Đến năm Dậu Chúa dùng phép lạ, cho người hiền sống lại gặp Ngài, mở cửa trời cho cả gái trai, sống với Chúa bồng lai tại thế. Hỡi huynh đệ tu mau kẻo trễ,
vì đang trong đời tận kia cả. Bỏ lời danh của cải xa hoa, vì nó giả nay mai mất hết. Lo nghĩ tới con đường sống chết của đời mình quan trọng vô cùng. Nhịn năm năm tu niệm thủy chung, sẽ hạnh phúc đời đời không mất. Nam mô A Di Đà Phật. Hoa Kỳ ngày 3 tháng 8 2024, Thanh Trơn cư sĩ. Tỉnh tu kẻo trễ. Ma quỷ hiện tại đang nhập vào người để bắt ta hận thù tranh đấu, để nó hút hết tinh khí thần của chúng ta, không cho hoàn tụ lại để trở về với Phật trời. Hãy tỉnh giác tránh xa, lo tu hành để kịp cơ tận diệt đang ngày càng diễn ra kịch liệt. Nên biết quỷ ma đã nhập hồn, bắt ta thù hận đấu tranh luôn, để ta quên mất đường tiên Phật, để khí thần tinh chẳng được hoàn. Quỷ ma đang hút chất tinh ba, mau tỉnh tìm đường đặng thoát ra. Nếu chẳng thân gầy hồn bị đọa, vạn muôn ức kiếp chịu rên la. Ta tu để sớm được đi về, cực lạc an nhàn sống phụ phê, thoát khỏi hồng trần đầy trược ác, nhốt chôn lắm kẻ đắm chìm mê. Mặc kệ tình đời bạc bẽo sao, ta không oán hận trách hờn nào. Dình tâm thanh tịnh về quê Phật, ở lại nơi này mãi khổ sao. Nhường hết cho người lợi ái danh, nhường đời ngũ trược ác hôi tanh, nhường tham sân hận thù nhân cả, nhường tánh phàm phu chẳng giật dành. Ta biết hoàn cầu sắp rạ banh, uổng công nhọc sức đấu tranh giành, ngọ mùi thân dầu rồi tiêu hết, tỉnh giác tu hành niệm Phật nhanh. Ta chỉ còn ta để quyết đi, về nơi xứ Phật cảnh uy nghi, vàng rồng trải lót làm đường xá, bảy báu làm lầu đủ tiện nghi. Thân tướng trang nghiêm chẳng hoài hư, thần thông bay lượn cõi chơn như, không già không bệnh không đau khổ, Phật thánh bạn ta rất đại từ. Trí huệ tròn đầy biết hết trơn, tai nghe tỏ rõ tựa như đờn, ai suy ai nghĩ ta đều hiểu, quá khứ vị lai rõ tận tường. Biến hóa tạo ra bất cứ gì, không hề ngăn ngại khó khăn chi, vậy sao không muốn về bên ấy, để ở chi đây được nhận gì. Thanh Trơn ngày 30 tháng 7 2024. Đá vòng loại mùa bóng hạ nguân. Đây là thời kỳ lọc lừa để loại trừ người gian xảo, ác hung, phản thần, dối tu, ăn chơi lẳng lơ. Chỉ còn người lương thiện để dự hồi long hoa, giống như mùa bóng thi đấu vòng loại. Mùa bóng đá hạ nguân đang đấu, để xem ai bị loại khỏi vòng, ai là người được chọn vào trong thì tham dự kỳ thi chính thức. Nên thấy rõ mọi ngành mọi bậc, ra sạch trơn dầu đục hay trong, ai tu hành chân chánh thật lòng, ai tu giả nâu sòng danh lợi, ai gian ác hại người khắp khởi, ai hiền lương mong đợi Phật trời. Gần tổ thầy giả dối lạ lơi, cũng bị loại ra ngoài hết ráo, không còn được xem là người đạo, phải chịu điều quả báo người ơi. Hiện bây giờ thấy rõ khắp nơi, thượng đế bủa lưới trời bao phủ, sổ bộ đến thời kỳ phải dụ, kẻ ác tâm như thú không còn, chết ở rừng ở biển núi non, nơi đô thị phố phường cùng chết, bằng ôn dịch bệnh đau la liệt, bằng sóng thần đồng đất dùi chôn, bằng đạn bom tiêu xác tiêu hồn, để lặp lại càng khôn vũ trụ. Nếu người biết sớm nên tự thú, tội lỗi mình rồi sửa tu hành, để chờ ngày gặp Phật tái sanh,
thì mình được an lành vui vẻ. Thanh Chơn Cư Sĩ, ngày 2 tháng 8, 2024.